Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách để cho bạn có thể tự tin bắt con hoa việt thái dương này bằng tay và hai ngón đầu cái bắt trên tay như thế nào. Lý do tại sao mình chỉ các bạn như vậy? Bởi vì có nhiều trường hợp các bạn không thể nào mà hạ cánh nó trên đất liền được, các bạn hạ cánh nó trên cũng nhiều trường hợp các bạn không hạ cánh nó trên đất liền được. Các bạn đang đi trên sông, suối, hồ, biển, mặt đất không bằng phẳng, cỏ, đá chẳng hạn, thì các bạn cũng cần phải bắt nó bằng tay, nó mới an toàn, nó bảo vệ được cho cái cụm dung bộ, cái máy bay của bạn. Thì mình sẽ chỉ các bạn cách bay bắt như thế nào là chuẩn xác nhất. Thì trước tiên các bạn đã thấy là dòng Mavic, các dòng ngon sau này của Ninja thì nó có cái cảm biến bụng, đây là cảm biến rất là nhạy. Khi các bạn chạm một cao số nó sẽ nhận biết sự phía mặt đất phía dưới. Trong trường hợp thì các bạn giơ tay ra để các bạn tóm nó như những cái dòng đời trước Phantom 3 thì nó sẽ được cảm biến và nó sẽ bay một lên, các bạn sẽ không thể nào bắt nó được. Thì mình sẽ chỉ các bạn cách bắt một cách chính xác và dễ dàng nhất. Bạn lưu ý ở đây nó có hai cái đường, đường phía đường dành nó pin, đường dưới là đường có máy, thì các bạn nên bắt như thế nào nó chỉ lên dưới cái đường thứ hai này thôi, đường bắt phía trên này cũng sẽ rất nguy hiểm. Các bạn mắt bắt bằng hai ngón tay này nhé, nó chỏ vào ngón trái các bạn như thế này bắt các bạn này thôi. Và dưới đây được hạn chế bắt ngay cái đụng gimbal này, không nên bắt đụng gimbal, bạn nên bắt ngón chỏ vào ngón trái như thế này. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách bắt cái dòng bên tay chung này bằng tay. Thì các bạn phải dùng một tay, điều khiển một tay để bắt. Các bạn thấy là thấy được là nó sẽ tự động bay lên, các bạn có thể bắt được. Đây, đó, các bạn thấy nó không thể nào bắt được. Bây giờ nó sẽ thành bắt. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ xòe cái tay ra để cho nó cảm biến một lần. Thấy là như thế là an toàn, nó sẽ hạ cánh. Các bạn cứ gọt gạt cái tầm điều khiển số rồi. Ở cách này thì các bạn lưu ý là các bạn phải xè cái tay phụ ra để một khoảng thời gian cỡ từ 5 giây trở lên thì con Mavic nó sẽ nhận diện là cái bằng để các bạn cảm thấy là an toàn để hạ cánh. Nó nghĩ là sẽ là một mặt đất thì nó sẽ tự động hạ xuống giúp các bạn nắm lại ngay vị trí như mình đã nói ban đầu hồi nãy. À, bây giờ thì mình sẽ làm lại cách thứ nhất của mình, cách mà những cái cảm biến bụng mà các bạn bắt được nó. Đặc biệt là cách này các bạn cứ đưa bằng cái tay lên, tay trái nó bình thường nha. Cách thứ hai này Thank you.
đó mà lại. Đây là cái công tắc cách thứ ba. Đây là nó sẽ không có cản trở các bạn.